MBS dựa trên các khoản vay mua nhà nhưng được sử dụng với mục đích là kinh doanh. Commercial MBS. Kinh doanh đây kinh doanh những cái gì? Người nốt à? Kinh doanh có thể là từ nhà hàng, khách sạn, resort hoặc là senior housing. Senior housing là gì nhỉ? Museum. Nói chung tất tần tật cái gì xây dựng chính nền đất đấy và hoạt động kinh doanh xếp cái dạng dạng này. Bây giờ khác của cái resident ở chỗ là gì? Là coupon được trả dựa trên nguồn income từ cái hoạt động đấy chứ không phải là được trả của cái người kinh doanh. Cho nên những cái bạn này là những bạn non recourse, không có gì đó, người vay không có gì đó. Yeah. Rồi, cash flow thì đến chủ yếu là từ income, từ real estate. Rồi, đây có hai cái chỉ số chính mình phải nghiên cứu là những cái bạn này mà thân phải có hoạt động kinh doanh, cho nên nó sẽ phải nghiên cứu cái chỉ số gọi là debt to service coverage ratio. Mình cứ nhắc đến coverage ratio tưởng tượng nó là cái chỉ số gì nhỉ? Không ra bây giờ cái gì interest coverage ratio là gì? Nó giống như kiểu là bây giờ có bao nhiêu tiền thì sẽ trả được lãi như thế nào? Cứ nhắc đến coverage thì tức là mẫu của nó là chi phí lãi vay, còn ở trên là doanh thu. Học FRE ở trên nó là gì nhỉ? Là EBIT đúng không? EBIT chia cho interest expense. Cái này là gì? Cái này là ROI chia cho interest expense. ROI là gì? ROI là net operating income, là chi phí dòng, à, lợi nhuận dòng từ chi phí từ hoạt động sản xuất, hoạt động chính của công ty. Đó, ví dụ bạn mở bảo tàng bạn thu vé thì cái đấy gọi là doanh thu từ operating. Chưa? Rồi, những cái này càng to thì càng tốt đúng không? Bởi vì là nguồn thu của mình sẽ cover được rất nhiều lần cái chi phí lãi vay một năm. Rồi, ý của nó ở đây là gì? Ý nghĩa nó là giả sử mà không còn hoạt động nữa. Tức là nhắc đến từ coverage này, tức là cover bọc đúng không? Và bọc đúng không? Thì đây là gì? Là nếu mà không còn cái nguồn thu nào nữa thì với số tiền hiện tại thu được mình trả được lãi đúng không? Sự spend là tính theo năm đúng không? Thì hiện tại tổng số tiền mình thu được mình trả lại được trong bao nhiêu năm? Rồi tiếp theo là LTV, đây là chỉ số rất quen thuộc rồi. Xem là mình vay được bao nhiêu tiền trên cái tổng tài sản của mình. Đó, mình tài sản thế chấp, loan to value. Rồi, thì ở đây sẽ có một cái điều khoản bảo vệ người mua trái phiếu khỏi cái điều khoản gì nhỉ? Trả nợ trước hạn đúng không? Vì bọn này là MBS cho nên là trong cái ADN đó đã có một cái quyền chọn gì? Mua đúng không? Bởi vì là sao? Nhà đầu tư mang tiền, à người vay mang tiền để trả trước hạn. Tương đương với việc là người issuer họ sao? Mua lại một phần của trái phiếu đúng không? Mọi người tưởng tượng là con trái phiếu cũng không đúng không? Thì là tách ra thì phải là sẽ có rất nhiều con zero coupon đúng không? Thì họ trả lãi trước hạn, tức là họ đang mua lại con zero coupon. Rồi, thì ở đây có những điều khoản gì để bảo vệ? Thứ nhất là họ sẽ có những kỳ gọi là lockout nữa, là cấm mình trả lãi trước hạn. Rồi, tiếp cái này là gì? Cái này là ngân hàng họ vẫn chấp nhận cái khoản tiền trả lãi đấy, cho họ vẫn nhận, vẫn cầm. Nhưng mà mình nên đúng kỳ họ mới trả không ra. Tức là lúc này ngân hàng đứng ra là vai trò chịu cái rủi ro, chịu rủi ro đầu tư. Rồi, hoặc là gì? Hoặc là phạt, tức là trả được trước hạn thì bạn phạt. Phạt số tiền ở đây, phạt tiền. Rồi, hoặc là tính luôn vào cái lãi suất cho vay. Chặt luôn cái lãi suất cho vay. Rồi,
Ngoài ra một số điều khoản bảo vệ quyền cô này chính là cái mình vừa nói ấy, cấu trúc cái sản phẩm càng VIP thì càng được bảo vệ bởi cái gì nhỉ, cái rủi ro vẫn đậm nhưng lại càng bị bè rất nhiều cái rủi ro mà cô này. Thì những cái bạn nào mà bạn thấy ở một cái chance gọi là chance yếu, chance mà có cái credit risk rất là cao thì bạn đã được bảo vệ quyền cô của tài sản như thế này luôn nhau. Cái này tùy có bị do khách hàng người ta chọn sản phẩm từ đúng còn không, các MBS nó chỉ như vậy. Cấu trúc chủ yếu quan trọng nhất là người phải nắm được cái vận động của cái quá trình chuyển hóa như thế nào, từ đâu nguyên nhân, từ đâu xuất sinh ra cái chuyển hóa, đó là nguyên nhân từ đâu để cho cả cái nền tài chính nó sụp đổ giai đoạn 2008 thì chủ yếu nó hỏi vấn đề.